Xuất hiện cây sầu riêng cực hiếm, vỏ không có gai, bổ ra bên trong càng khiến dân mạng ngỡ ngàng. Trong clip, một người leo lên cây hái sầu riêng ném xuống cho thanh niên đứng bên dưới. Điều kỳ lạ đầu tiên là thay vì mang bao tay, người này lại chụp ngon ơ bằng tay không, vì quả sầu riêng này hoàn toàn không có gai. Bất ngờ hơn nữa khi chàng trai trong video xẻ quả sầu riêng ra cho dân tình cùng chiêm ngưỡng. Ban đầu nhiều người bán tín bán nghi khi cho rằng đây có thể là quả hồng xiêm siêu to khổng lồ. Tuy nhiên lúc bổ ra bên trong rõ ràng có những múi sầu riêng vàng ươm giữa phần cùi màu trắng tinh. Chứng kiến cảnh này, cư dân mạng hết sức tò mò. Quả này gọi là quả sầu dừa nha mọi người. Quả dừa ngoại tình với quả sầu nên mới ra vậy đó. Có khi nào những người này đã cắt hết gai không nhỉ? Mới đầu nhìn tưởng trái ca cao không đó. Đây là sầu chung chứ không phải sầu riêng. Nghe có vẻ vô lý nhưng thực chất từng có quả sầu riêng không gai xuất hiện ở Indonesia vào khoảng hơn một thập kỷ về trước. Được biết thứ quả kỳ lạ này được tìm thấy vào năm 2007 trên hòn đảo của Lombok phía Bali. Nó rụng trong sân của một người làm vườn sống ở sườn núi Rinigay, lẫn trong những quả sầu riêng có gai bình thường. Lúc này gia đình của người đó vì sợ quả sầu riêng đặc biệt kia có độc nên không ai dám thử. Mùa vụ tiếp theo, cây tiếp tục cho ra quả sầu riêng không gai. Người con trai của gia đình này quyết định ăn thử và hương vị của nó giống y hệt những quả sầu riêng bình thường khác. Theo nhà thực vật học Hambali, nó có thể là kết quả của quá trình đột biến tự nhiên hoặc do sự xuất hiện của gen lặn. Xác suất xuất hiện quả sầu riêng không gai này rất thấp và vô cùng hiếm, ông Hambali khẳng định. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.